Hi sao mọi người, mình là Ben đây. Rồi thì chắc các bạn cũng trải nghiệm gần xong hết cái update 17 Part 2 đúng không? Ừ, với lại là hôm qua có thêm cái lỗi bút gì 650 triệu kinh nghiệm anh em bị lỗi á. Cho nên là anh em tranh thủ cài max level được luôn. Và tôi thấy cái update này thì nó cũng không có gì nhiều lắm cho nên các bạn cài cũng nhanh đúng không? Đấy, rồi thì như vậy cho nên là admin đã gọi là bất ngờ spoil chúng ta những thứ sẽ được update vào gọi là 17 Part 3 nha mọi người. Và nó sẽ gọi là cập nhật nhanh hơn Part 2 luôn. Và giờ mình cùng các bạn xem thông tin nó sẽ là như thế nào. Đó, ok nha anh em. Rồi nhớ like, subscribe cho tôi đi nhá. Đấy và các bạn không biết có được cái áo choàng này chưa? Hình như cái này cũng dễ đánh mà đúng không? Đấy hôm qua mình đánh được. Có bạn đánh giùm mình đó bạn. Mình được cái áo choàng này nè. Đó, ok. Rồi thì chúng ta sẽ xem thông tin nha anh em. Đó thì đây chính là cái thông tin mà admin đã đăng lên cái twist à nhầm. Ừ đúng rồi, Twitter và Discord luôn anh em. Đấy thì ông này có ghi là đây chính là những cái thông tin của bác hai anh em. Còn ở dưới nè. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần gọi là những cái thứ sẽ được cập nhật vào bác 3 và nó sẽ được release nhanh hơn. Đấy anh em biết chưa? Hay chữ faster. Đó thì là nó sẽ cập nhật nhanh hơn cả bác 2 nha mọi người. Thì bác 2 lần này thì cập nhật hình như tầm 2 tháng mọi người. Thì theo như mình suy nghĩ nếu vậy bác 3 sẽ đi tầm cỡ là một tháng thôi hoặc hơn một chút xíu. Đấy, ok. Rồi thì chúng ta sẽ xem những cái thứ gì sẽ được cập nhật vào bác 3 nha anh em. Đó thì đầu tiên đó chính là có một cái gọi là final battle nè, cái gì? Cách Friend to Farm, hình như mình nghĩ chắc là một hòn đảo mới nè, cái này là mình nghĩ vậy đó nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có điều đặc biệt nữa nè. Ray Awakening Transformation. Đấy thì đây chính là cái gọi là cái tộc gọi là Awakening đó mọi người. Thì anh em biết trong game này như có bốn tộc hay gì đúng không? Thì tộc người bình thường nè, tộc gọi là tộc thỏ, rồi tộc tộc thiên thần, ừ, rồi với lại tộc cyborg của mọi người. Thì bây giờ mình nghĩ là Anime không có gọi là cập nhật chát quỷ Awakening nữa, mà Anime đã quyết định là sẽ gọi là Awakening tộc luôn. Đấy và không biết nó sẽ như thế nào nha mọi người. Thì mình nghĩ chắc nó sẽ gọi là mạnh hơn và nó sẽ có hiệu ứng gì đó. Đấy, bây giờ bút như là bút thêm cái đam cho cái gì đó nè. Đấy. Rồi ok nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có chính là Mochi Awakening. Đó thì cái này anh em biết rồi. Admin Seaboy hơi bị nhiều rồi, không có Mochi thì anh em lại giỏi đúng không? Đấy và lý do admin cập nhật Mochi chậm như vậy thì mình nghĩ là chắc do là nó hơi mạnh quá mọi người, cho nên là admin làm chậm xíu để gọi là kiểu cân bằng cái sức mạnh của trái quỷ đó để anh em chơi cho nó hợp lý hơn. Đấy. Rồi, điều tiếp theo chúng ta sẽ có Super Human V2. Ôi, xịn chưa anh em? Xịn chưa, xịn chưa? Ấy, lần trước tôi làm video dự đoán là sẽ có Super Human V2. Anh em nói tôi không tin. Thì bây giờ admin đã cập nhật là sẽ có Super Human V2 nha mọi người. Ấy, thì cái này là V1 nè. Đó, thì tôi cũng bất ngờ luôn mọi người. Không không ngờ là admin sẽ cập nhật V2. Thì V1 như tôi đã nói thì giờ V1 nó cũng bá rồi anh em. Thì tôi nghĩ V2 thì nó sẽ gọi là có hiệu ứng mà nó màu xanh mà nó lớn hơn á. Cộng thêm cái diện rộng hơn. Đấy, tôi nghĩ là vậy nhá. Rồi, nó sẽ có những cái gì nữa đây? Đây nó sẽ cập nhật ba thêm ba món mới, đó chính là một cái sword mới, một cái gun mới và một fruit mới. Ấy thì là sword mới với lại gun mới thì chắc nghĩ là update nào cũng sẽ có anh em. Còn gun thì tôi thấy hiếm nhá. Đây lần này sẽ có một cái gun mới nha. Và không biết gun sẽ liên quan tới gì. À, có thể là liên quan tới đảo bánh kẹo nè. Đó, anh em xem phim anh em thấy cái nào có gun thì chắc anh em nghĩ vô đi. Đó và đặc biệt cuối cùng là sẽ có thêm một cái gọi là trái ác quỷ mới nha mọi người. Và trái quỷ này tôi chắc mốt tôi sẽ gọi là gán coi ông Adibin Sibo gì và tôi sẽ làm video với nha anh em. Đây tôi nghĩ chắc là một trái doan anh em. Tại vì trong game này trái doan gọi là nó cũng ít rồi cho nên là chỉ toàn chủ yếu là Logia và Paramecia. Cho nên tôi nghĩ là lần này admin sẽ có thể cập nhật một trái doan nhá. Đấy để cho anh em chơi và trải nghiệm. Ví dụ như là trái khủng long đúng không? Đấy Viking Legacy cũng là vậy rồi. Rồi ok thì video này của mình cũng đã hết. Thì mình cho các bạn xem những thông tin và những thứ sẽ cập nhật vào Part 3 nha mọi người. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Còn mình thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào mọi người. Bye bye.